công vào nhà chính của đối phương. Chiến thắng là đây, trang đồng hồ cát của Optimus. Anh ta đang cố gắng câu giờ. 3 phát đánh nữa. 1, 2, 3. Ta thắng rồi. Rồi, ai đánh Lee Sin vào đây không? Đánh Lee Sin không? Đâu rồi, ai là Lee Sin vậy? Đông mày, che rồi. Che rồi. Bình tĩnh thôi, đúng rồi, bọn bỏ ra. Rồi nó, chờ fit xuống thôi. Thế này, tìm bút được em ấy. Ôi, anh tẩu thoát rồi. Anh né chiêu rồi, bỏ là chết rồi. Tao lâu rồi, phía đây xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đấm nó luôn anh ơi, đúng rồi. Dưới luôn anh. Này, hết ẩn ti. Thảo nó ẩn ti rồi. Nhóc, bị anh lừa rồi em ạ. Cô anh còn một giây đấy, ngồi ẩn ti là nó chết rồi. Chơi nó kì mai, chơi kì mai, tới đây kì mai em ơi. Chưa có chiêu. Ok, kì mai ơi, kì mai đấm. Bây giờ mình lại đánh kiểu team flat phẩy nhá, nhưng mạng người đi nhá. Flat phẩy. Ơi, em đâu phải đây đâu. Bơi cá. PK chơi hơn tôi tử này. Tôi tới nè. Tới đi luôn. Anh đi hào, biết thằng thằng Zen còn tin sao rồi? Thời tới rồi, Zen anh tiêu. Em ra làm rồi. Chơi hết con rồi. Nói từ ái kìa. Đứng đặt nhà 40 phút rồi thằng ơi, đi gần sau đi. Gần sau. Đi giải, gần sau đi giải. 40 phút rồi thằng, còn 2 game nữa, lâu quá.